Mẹ Lizzie vô tình nghe được cuộc điện thoại của Kim thông báo cho Lizzie tin vui khi nhận được tiền quảng cáo. Cộng thêm cuộc nói chuyện với cô Tám đã khiến cho mẹ của đồng ý cho Lizzie quay trở lại Lala tiếp tục học và thực hiện ước mơ. Niềm vui của Anna khi thành công tặng quà cho Red là chính là nỗi buồn của Nếp khi biết người Anna thích không phải là mình. Bên cạnh đó, Kim đã giúp cho Nam Phong tỏ tình thành công. Chứng kiến cảnh hạnh phúc ấy, Kim và Nếp đã cùng chia sẻ cảm xúc cho nhau và hiểu ra được tình cảm của Kim dành cho Nam Phong chỉ là ngộ nhận. Còn Nếp thì cũng đã có thêm động lực chúc phúc cho Anna. Sau thành công trở thành hot YouTuber, Nhóm Sắc Màu bất ngờ nhận được lời mời tham gia cuộc thi tuyển chọn của Big Lion. Vậy liệu họ có đồng ý tham gia cuộc thi này? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của đường đua Idol thế hệ Z. Tôi nghe là bọn màu mè đó nó sẽ thi tuyển vào công ty Big Lion làm nghệ sĩ độc quyền đó. Học về á? Mình nghĩ anh Jin thích mày thật à? Anh ấy chỉ coi mày như con cờ, chơi đùa với mày thôi. Là con cờ, nhưng có được tình cảm của người chơi, còn hơn có những người muốn làm con cờ cũng không được. Mày Mirai, mày làm cái gì mà cười tủm tỉm vậy? Tại tôi lướt Facebook á, thấy người ta kết bạn với tôi quá trời luôn nè. Còn comment khen tôi dễ thương nữa. Vui ha, tôi cũng được khen quả trời luôn nè. Mà tôi thấy từ khi clip của tụi mình đăng lên á, hút được quá chừng sự chú ý luôn á. Mà mấy bà có biết người ta gọi mình là gì không? Là gì? Là hiện tượng mạng đó. Ôi, vậy là tụi mình nổi tiếng lắm nữa đó. Càng ngày càng nổi tiếng. Thôi, hạnh phúc quá đi. Thôi đi mấy bà, đừng có ngủ quên trên chiến thắng. Rồi quên mất á là mình phải cố gắng nhiều hơn đó. Biết rồi, sao mà tụi tôi quên được chứ. Trời ơi, sao vậy? Bộ tiền về nữa hả? Chắc là lại còn thiếu con cảnh hả? Hay mất kênh YouTube nữa rồi. Tụi mình nhận được lời mời tham gia cuộc thi tuyển chọn từ công ty Big Lion đó. Wow, thiệt không vậy? Có công ty giải trí mà tụi mình tham gia luôn sao? Đúng rồi, họ nói là họ đang tìm những tài năng mới để thành lập một nhóm nhạc nữ. Vậy là tụi mình sẽ được đứng chung sân khấu á. Mà buồn như thế này mà lại không có Lizzie. Tôi nhớ Bảo quá à. Không biết mình còn gặp lại Bảo không nữa. Tôi thấy nhớ Lizzie thiệt đó. Ai nhớ Lizzie đó? Có Lizzie đây. Lizzie, sao bà lại ở đấy? Thì tôi sợ mấy bà nhớ tôi nên là tôi tranh thủ về nè. Bà trốn mẹ đi nữa hả? Không hề nha. Lần này là được sự cho phép của mẹ tôi đó. Sao hay vậy? Bà làm cách nào mà được đồng ý vậy? Thì vẫn nhờ clip của tụi mình nên là tôi được nhiều người biết tới. Và sự chân thành và niềm đam mê của tôi đã cảm hóa được mẹ đó. Mà khoan, bà đừng có vui vội. Chuyện của Big Lion có vẻ là không dễ đâu. Trong mail á, có ghi là mình phải thi tuyển. Mà thể lệ thi thì khốc liệt, khắt khe lắm đó. Thể lệ thi như thế nào vậy Kim? Tụi mình phải chọn ra một chủ đề. Sau đó tụi mình phải trình bày biểu diễn tài năng của tụi mình dựa trên chủ đề đó. 50% số điểm là từ ban giám khảo, 50% số điểm đến từ lượt like và share của cộng đồng mạng. Tôi nghĩ là coi bộ khó đó nha. Thôi, coi như cái đó là cơ hội của tụi mình. Không thử làm sao mà biết được, đúng không? Biết đâu tụi mình may mắn thì sao? Đúng rồi đó, phải thử mới biết được chứ. Quyết tâm vì một tương lai tươi sáng. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Yeah! Đây, Kirin IC Plus đào của bà nè. Uống đi. Ủa? Mà Việt Ngân đâu? Nãy tưởng đi chung với bà xuống căng tin mà. Thì Việt Ngân quên cái điện thoại trong lớp, chạy vô lớp lấy rồi ra liền á mà. Trời là đất ơi! Chuyện gì mà như trời sập thế? Sắp sập tới nơi rồi. Chuyện gì thì nó đại đi, cứ trời trời sập sập ai mà biết chuyện gì. Thì hồi nãy tôi vào lớp lấy điện thoại á, xong rồi tôi nghe được chuyện của bọn màu mè kia. Chuyện của bọn nó có gì đâu mà cứ quăng đít rồi hết toáng lên. Tưởng chuyện gì kinh khủng hơn chứ. Không, cái này nghiêm trọng lắm. Mà chuyện gì? Tôi nghe là bọn màu mè đó nó sẽ thi tuyển vào công ty Big Lion làm nghệ sĩ độc quyền đó. Thật không? Ừ. Cái tụi nhà quê nghèo nàn màu mè đó làm sao mà được một công ty giải trí để mắt tới được. Không, chắc chắn luôn. Chính tai tôi nghe thấy, nhờ cái sự nổi tiếng của bọn đó ở trên YouTube mà được công ty Big Lion gửi mail mời nguyên cả nhóm luôn. Không chỉ thế đâu, bà Nunu cũng đăng ký tham gia thi tuyển luôn đó. Thật vậy á? Thiệt mà. Như vậy là không được rồi. Nếu như mà tụi nó được tuyển chọn vào trong đó thì tụi nó có dịp lên mặt với tụi mình rồi đó. Không chỉ vậy, bọn nó mà rủ Nunu tham gia nữa thì có phải là tụi nó mọc thêm cánh không? Bình tĩnh đi. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Nhưng mà cách nào? Bây giờ chúng nó tham gia thì mình cũng tham gia thôi. Tôi thấy cách này của bà Phiêu lắm mà nha. Lỡ như mà tụi mình bị đánh bại trước mặt tụi nó, có phải là tụi nó được dịp lên mặt của tụi mình không? Đã thi thì phải chắc thắng chứ. Nhưng mà bằng cách nào? Phó giám đốc của Big Lion là người quen cũ của tôi. Thật hả? Năm nào chấm thi Big Lion cũng là ông ấy chấm hết á. Wow. Đừng nói với tôi là bà tính mua điểm đó nha. Bà thông minh đấy. Nhưng mà tôi nghe thấy thể lệ cuộc thi này gắt lắm. 50% điểm là từ ban giám khảo, 50% còn lại là sẽ tính từ lượt like, lượt share của khán giả. Mà nếu như Nunu tham gia vào nhóm bên đấy thì chúng nó sẽ có lợi thế hơn. Chỉ là share và like thôi mà, có tiền thì mua mấy hồi. Còn Nunu không cần phải lo đâu. Mình là người có điều kiện, Nunu chắc chắn sẽ về với mình thôi. Wow, bà đúng là quỷ kế đa đoan mà. Cái đấy người ta phải gọi là túc trí đa mưu. Wow, vậy là sau này mọi người sẽ biết bọn nhà quê đó bạn dưới tay của tụi mình. Bà đúng là cao tay. Bà còn câu nào khác khen tôi không? Chưa nghĩ ra. Hai đôi bây giờ tụi mình uống nước đi. Chúc mừng nè. Vô. Anna, sao nhìn bà buông vậy? Nếp, tôi làm theo lời bà nói á, là tặng quà cho Đình Trọng. Mà Đình Trọng cũng không để ý gì tới tôi luôn. Ủa? Đặng gì ra cậu ta nhận quà của ba rồi thì phải để ý đến ba chứ. Không luôn. Không một động tĩnh nào á là thể hiện ổng thích tôi luôn á. Kỳ ta. Không thích thì sao lại nhận quà được. Mà thường á, tự dưng có người tặng quà thì cũng phải biết là người đó có ý với mình chứ. Có phải là tại bộ dạng tôi vậy không? Tại vì tôi không có ngoại hình nên ổng không có thích tôi. Ba nói vậy là sao? Thì lúc nãy á, tôi đang đi vậy nè, cái Đình Trọng đi ngang qua cho một bạn nữ khác á. Hai người cười nói vui vẻ lắm. Mà tôi đi ngang qua á, không thèm nhìn tôi gì hết trơn luôn. Đúng là yêu bằng mắt, là yêu không thật lòng rồi. Nhưng mà muốn thu hút được tình yêu á, trước tiên phải chăm sóc bản thân trước. Bởi vì cho dù bên trong ba có đẹp đến mấy á, thì cái người ta nhìn đầu tiên cũng là vẻ bên ngoài chứ không phải là bên trong đâu. Bộ nhìn tôi tệ lắm hả? Nhìn ba vậy thì khó có thằng con trai nào mà đồng lòng cho nổi. Vậy giờ tôi phải làm sao? Thì giờ trước tiên ba phải có ngoại hình để thu hút các ánh nhìn về mình. Sau đó dùng tình cảm và sự chân thành để đổi lại tình cảm. Bà hiểu không? Sao tôi nghe không hiểu gì hết trơn à. Trời ơi, để tôi ví dụ cho ba nghe nè. Bây giờ đi sắc đẹp, ngoại hình được coi là chìa khóa đi. Thì cậu ta sẽ là căn phòng. Mà ba muốn vào căn phòng thì phải có chìa khóa. Khi ba vào được rồi, sau đó có chứa ngại vật hay khó khăn gì trong phòng thì ba hãy dùng đến sự chân thành để cảm hóa nó, hiểu không? Sao tôi nghe trừu tượng quá à. Cái gì mà chìa khóa, rồi căn phòng nữa. Tôi không hiểu gì trơn á. Giờ có giải thích hoài thì ba cũng không hiểu đâu. Bây giờ phải thực hiện mới hiểu được. Còn giờ đừng buồn nữa. Tôi sẽ giúp ba thực hiện nó để chiếm lại được tình cảm của cậu ta. Yên tâm. Thiệt không? Ừ. Cảm ơn bà nha. Có chi bố, thấy ba hạnh phúc và tôi cũng vui mà. Ê, đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá. Tôi đi cùng với nha. Đi vệ sinh, đi không? Ừ. Ê, ủa, đi vệ sinh cầm sổ theo làm gì? Để tôi cầm giùm cho, nè ha. Ê. Ủa, cái gì vậy? Bánh đó, được chưa? Sao nhiều chuyện quá đi. Bánh. Vừa đi vệ sinh, vừa đem theo tập, vừa đem theo bánh. Vừa đi, vừa đọc, vừa ăn. Anh. Hả? Anh sao vậy? Anh đâu có gì đâu. Mà em thấy anh lo cái gì á. Anh không biết có nên nói ra không nữa. Tại vì nói ra anh sợ em lo chung với anh quá. Có gì anh cứ nói với em, chứ vậy em còn lo hơn á. Chuyện là hôm qua đi làm thêm để kiếm tiền phụ em, mà không ngờ bị công an bắt. Rồi bây giờ người ta giữ xe luôn. Giờ anh không biết sao nữa nè. Anh kiếm tiền cho em chi rồi để bị bắt xe vậy? Thì em bữa anh nói rồi, anh kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, phụ cho em được phần nào á thì anh cũng đỡ. Anh làm gì em hả? Không vì em thì biết gì ai. Mà thôi cũng lỡ rồi, giờ mình phải kiếm tiền lấy xe ra thôi. Mà khổ cái á là cái xe đó là xe anh mượn thằng bạn. Mà từ tối hôm qua giờ anh gọi tùm lum chỗ hỏi mượn tiền mà không được gì hết. Giờ không biết sao đây nữa nè, trời ơi. À, em còn 2 triệu nè, tiền ăn của em á. Anh cầm đỡ đi. Thôi, em giữ đi. Em đưa anh á, thì em lấy gì mà ăn hả? Với lại 2 triệu đâu đủ đâu. Chứ nhiêu mới đủ anh? 10 triệu lận. 10 triệu? Ừ. Sao nhiều vậy? Thì do cái xe đó là xe độ, rồi không có giấy. Thêm một phần là anh không có bằng lái nữa. Mà anh cứ giữ 2 triệu này đi, rồi mình kiếm tiền thêm, chứ giờ biết sao giờ. Ừ. Bây giờ còn 8 triệu, không biết phải kiếm bằng cách nào nè. Từ giờ tới cuối tuần á là anh phải trả xe cho bạn anh. Bây giờ mà anh không trả cho nó là phiền phức lắm. Gia đình anh biết, rồi nó kêu người nó kiếm anh, nó công mạnh lắm. Cả tối hôm qua anh đã gọi điện nhiều nơi rồi mà không ai giúp được anh hết. Nhưng mà gấp vậy thì sao mình kiếm kịp? À Mirai, hay là em giúp anh chuyện này nha. Anh nói đi. Anh có biết một chỗ cho vay tiền, nhưng mà lần trước á, anh vay đó rồi, bây giờ người ta không cho anh vay nữa. Nhiệm vụ của em á, là chỉ cần đứng ra vay tiền giùm anh thôi. Tháng sau á, anh làm có tiền, anh trả lời em liền được không? Mà... Em không tin anh hả? Không, không phải. Tại em sợ. Đó giờ em không có mượn tiền ai á. Có gì đâu mà lo. Chính anh á, anh sẽ dắt em qua đó. Nhiệm vụ của em á, chỉ cần đứng ra vay tiền thôi. Còn mọi thứ còn lại để anh lo, được không? Anh nói thiệt không? Thiệt. Dạ. Vậy bữa nào anh dẫn em qua đó nha. Cảm ơn em. Ơi anh, trong trường á, người ta thấy là chết á. Ha, anh quên mất. Chỉ là con cờ thôi mà cũng dám vênh váo vậy sao? Con cờ. Ý bà là sao? Mày nghĩ anh Jin thích mày thật à? Anh ấy chỉ coi mày như con cờ, chơi đùa với mày thôi. Vậy sao? Là con cờ nhưng có được tình cảm của người chơi, còn hơn có những người muốn làm con cờ cũng không được. Mày được, mày cứ đợi đấy. Tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu. Tao sẽ khiến mày trở thành kẻ thất bại. Hẹn mày trong ngày thi vào Big Lion. Chẳng nghĩ đến bên say lắm lắm đi không suy nghĩ. Là con ngày nắng khai lên giờ khi nụ cười anh ghé qua. Chẳng nghĩ đến bên say lắm lắm đi don't worry. Đưa tay cho anh đi bên sự ấm tin chung nhịp đà. Và giọt mắt nắm áp về. Vũ Hải cũng là nhân viên cũ của ba tôi. Với cả nhìn bề ngoài thì cương trực thế thôi, chứ đối với ông ta tiền mới quan trọng. Anna hôm nay nhìn hơi lạ nha, khác mọi ngày quá. Đang đòi gì nữa, kỹ thì anh sắp xếp hết rồi mà. Hát lên đi, nói ra đi, bởi tốt hết nghĩ suy.